Vâng, có nghĩa là tôi chỉ nói một câu rằng rất nhiều anh chị đã đánh mất cái cơ hội vô cùng giá trị và đẳng cấp hoàn toàn và sang xịn cho một cái mẫu xe và chỉ nó là một lời đồn truyền tai nhau. Đấy. Cách đây có thể 25 ngày trước thì có thể lời đồn đó là đúng, nhưng đến giờ này thì thực sự những cái giá trị, những cái thương hiệu và đặc biệt chất lượng và những cái đồ đạc của dòng xe này nó đã cực kỳ phổ thông và rẻ tiền. Nên bây giờ là cái cơ hội để các bác có thể sở hữu được một xe cực kỳ là giá trị như thế này. Các bác bỏ ra một cái mẫu C300 bản cao cấp nhất thì các bác phải bỏ ra khoảng 2 tỷ 500 triệu đồng. Nhưng các chị có thể tin được không, một chiếc xe đẹp như này, công nghệ máy xe ghi hộp số 7G trụ lích và tất cả những cái tính năng cao cấp nhất dành cho giới tinh hoa đã được tích hợp trên chiếc xe này. Như ngày hôm nay em chia thì có bác giá 400 triệu xe nguyên zin Nhật Bản. Vậy thì chúng ta đi khám phá và hãy nghe bài chia sẻ của tôi để anh chị không bỏ lỡ cơ hội để sở hữu cho mình một chiếc xe thực sự là chất lượng cao. Vậy thì chất lượng như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy cái thương hiệu của Mercedes là cái thương hiệu đứng đầu toàn cầu, với tất cả các doanh nhân đến nguyên thủ quốc gia cũng bị sở hữu cho mình một chiếc xe Mercedes. Một là cái giá trị, hai là cái chất lượng và ba là cái vấn đề tâm linh. Những chủ nhân luôn luôn đi xe Mercedes thì mang lại cho chủ nhân những cái điều cực kỳ may mắn, thì đó là giá trị của ngôi sao ba cánh. Người ta nói là ngôi sao may mắn. Thì các bác có thể thấy rằng cái thế hệ này đã được lên công nghệ máy xe ghi CRI hộp số 7G trụ lích và công nghệ máy hoàn toàn nằm mới và phần đèn thì cũng nằm mới. Thì đèn này nó thích ứng góc lái, có nghĩa là nó sẽ liếc theo khi chúng ta vào cua. Giải đèn nét định vị ban ngày, nhưng cái đèn và cái giá trị qua thời gian thì các bác có thể nhìn. Đúng là những chiếc xe nhiều tiền và thương hiệu được đánh giá tên tuổi thì đây là minh chứng về chất lượng các bác ạ. Đó, giải đèn nét định vị ban ngày và có rửa đèn và có cảnh báo cảm biến bốn lúc quanh xe để cảm biến an toàn các bác nhé. Và dưới này nó cũng trang bị thêm cái giải đèn nét nữa. Phải nói rằng một chiếc xe màu trắng nội thất màu kem và ngay ở cái phần vỏ của chiếc xe này cũng tạo lên bởi vì hợp kim nhôm. Hợp kim nhôm thì nó có giá trị là gì ạ? Đầu tiên là trọng lượng nhẹ, hai là cứng và ba là tuổi thọ bền, không như cái dòng xe khác các bác ạ. Khi chiếc xe này xảy va chạm thì các bác có thể thấy những cái vật liệu này. Đấy, thì nó có thể nếu lực chưa đủ thì hoàn toàn là nó chỉ bị chảy xước sơn, nhưng khi quá mạnh thì nó sẽ vỡ vụn. Đó. Nó không như cái loại xe bình thường. Đấy, nó là tôn sắt thép thì nó sẽ quấn, nó đâm qua kính gây tai nạn. Thì đó là độ an toàn của chiếc xe. Các bác có thể thấy từ cái đường liền lạc này. Đây này. Xe nguyên bản của nó. Đấy, nó rất đều nhé. Cái lắp cabo này. Và xe Mercedes thì các bác có thể thấy rằng bao giờ cũng thấy là nó có thiên hướng hơi trúc về phía trước. Cái thứ hai này, cái giá trị là nắp cabo và cái vị trí của người lái thì bao giờ cũng có một khoảng cách rất là xa để nó tính đến cái độ an toàn khi xảy va chạm. Ngoài những vật liệu và chất liệu cực kỳ cao cấp, đây là bản cao cấp nhất thì nó là bản AMG hoặc là chúng ta gọi là bản AMG. Thì các bác có thể thấy nó được trang bị một cái bộ la răng của ngôi sao 5 cánh. Đấy, kép. Và cái đĩa phanh thì đĩa phanh cực kỳ to và có đục lỗ thông hơi. Thì có nghĩa là những cái giá trị của những cái đĩa phanh này đã thấy rằng nó giá trị rất cao. Nó đục lỗ thông hơi là khi để nó thoát nhiệt khi chúng ta phanh liên tục đổ đèo. Và cái củ phanh các bác nhìn cho em, cái vật liệu cực kỳ mới này. Và nó rất là to, tôi thấy rằng nó 25-30 phân. Để gì? Nó tăng cường cái độ bám khi chúng ta phanh thì nó tạo ma sát lớn hơn. Để rất to và đĩa phanh to cộng hưởng với nhau. La răng nguyên bản của nó các bác nhìn nó đẹp không? Nó tươi này, bản AMG. Đấy, một dàn lốp thì còn khá mới các bác nhé. Thì đó là những cái giá trị mà tôi cần mong muốn là chia sẻ với anh chị. Và đèn tích hợp bao rẽ trên gương. Phải nói là cái mẫu xe C thì nó là mẫu xe phổ thông nhất của dòng Mercedes. Đấy, thì nó có một cái khuôn mẫu và thiết kế thì cũng khá là gọn gàng. Và những cái tính năng thì có Mercedes, đặc biệt là bản AMG này, thì phải nói là nó full option rồi, nó đầy đủ không thiếu một cái gì. Và tôi muốn quay cho các bác những cái la răng để thấy rằng cái giá trị và chất lượng của những sản phẩm xe mà đam mê đã bán ra. Đảm bảo xe không đâm xô, không thủy tinh ngậm nước các bác nhé, bảo hành 1 năm. Đây từ cái la răng, con này rất đẹp, một dàn lốp Michelin gần như mới. Và các bác nhìn cái củ phanh. Đó, nó cứ trắng tinh qua thời gian thôi. Nó không xuống cấp thì ngay ở phần đầu thì tôi cũng chia sẻ với anh chị rồi. Là nó làm những vật liệu cao cấp thì đó là những cái giá trị của thương hiệu. Ngay ở cái lẹp chân kính này các bác nhìn cho em này. Đấy, nó khác biệt chưa? Nó rất dày dặn. Đây này, qua thời gian nhưng nó không bao giờ bị xuống cấp dù phơi lương, sương phơi nắng các bác nhé. Chịu cái áp lực ở cái môi trường thời tiết vô cùng khắc nghiệt tại thị trường miền Nam. Nhưng không,
Và tôi có thể thấy là chia sẻ khá là chi tiết nhé, cho anh chị thấy nhé. Kính thì auto, nhưng các bác nhìn này, chỉ ở trên xe Đức, từ những cái viền mép của nó, tất cả cái vật liệu của nó gần như nhung nỉ, cực kỳ là xịn, tuổi thọ lên đến vài chục năm không bị xuống cấp. Đó, đây là độ kín của nó này. Khi chúng ta lên kính, và kính rất là dày để tăng cái độ cường, cái độ cứng và cách âm chỗ ngồi. Đó các bác nhé. Và lên kính thì đương nhiên là một chạm rồi. Đó, đây nhé. Đó, rất là auto. Đấy. Và các bác có thể thấy rằng ngay cánh cửa, cái kính rất dày, và những cái lần gioăng, nó tạo lên hai lần gioăng. Đây là một lần gioăng hơi nguyên bản trong xe này, nhưng nó rất mới này. Ngoài này là do một loại gioăng, chúng ta liên tưởng đến như một loại nhung nỉ, cực kỳ cao cấp. Đấy, khi đóng cửa lại thì nó sẽ khép vào những cái một lần gioăng đây, và nó khép vào một lần. Đấy, cái lẹp cánh cửa này thì tạo lên hai cái lần gioăng. Đây các bác này, chỉ có trên xe mẹp mới có cái vật liệu này thôi nhá. Và như thế này thì nó sẽ tăng cường cái độ cách âm chống ồn tốt hơn. Đấy, nó hay. Và cái thứ ba, tại sao mà đóng cửa xe mẹp nó chắc chắn, thì đây các bác có thể nhìn ngay ở cái bàn nề cánh cửa, từ cái ốc của nó có cái logo thương hiệu của mẹp đúc liền khối, và nó là hợp kim mà nó to như này, thì nó giữ cho cái cánh cửa vững chắc hơn, nó không bị xệ. Đây các bác nhìn này, ngay cái bảo vệ dây điện nó rất xịn. Và ghế da bò Mỹ thì đây, đây là ghế zin nguyên bản, ghế da bò Mỹ. Thì cái ghế này thường cái tuổi thọ của nó lên đến khoảng, nếu chúng ta giữ gìn nó lên 20-30 năm, nó không bị xuống cấp. Như cái dòng xe khác thì vài năm là nó bợt thôi, nhưng cái này nó cực kỳ bền. Thì tại sao mà nói là da bò Mỹ? Thì ở Mỹ nó có một loại bò nuôi, khi đến khoảng 2-5 tuổi thì tất cả cái dưỡng chất của một cái con bò chuyên để lấy da, nó có những cái dưỡng chất chẳng hạn như paratoin hoặc các dưỡng chất tốt nhất. Đấy, thì lúc đó người ta xịt thịt con bò và lấy cái bộ da này để thuộc, để làm lên những chiếc xe cao cấp như thế này các bác này. Đó, nên tại sao độ bền của nó khủng khiếp, chưa các bác nhìn, nó rất bền, nên cố gắng là giữ bộ ghế da zin này nhé. Và cái tiếp theo thì các bác có thể thấy rằng một cái vô lăng vắt đáy AMG thì nó là bản cao cấp nhất, thì nó rất là đẹp mắt mà mang thiên hướng thể thao. Đấy, ba chấu này các bác này, đấy, những vật liệu cực kỳ cao cấp. Đấy, và mặt đồng hồ độ phân giải rất là cao và sâu. Đấy, rất là đẹp. Đấy, và tất cả ở đây thì nó là nhựa mềm để tăng cường cái độ cách âm chống ồn, và khi chúng ta phơi nắng thì cái nhiệt độ nắng xuyên qua kính thì hiệu ứng nhà kính nó nắng, nhiệt độ trong xe nó rất là cao, thì nó không bị xuống cấp các bác nhé. Đây, nên nó giữ được làm sao như mới. Nhiều người cứ hỏi là ồ anh Phúc ơi, thì tại sao cái xe nó mới như thế, thì cũng xin thưa anh chị là những vật liệu cao cấp để nó chịu được những cái nhiệt độ, cái môi trường, cái thời tiết khắc nghiệt nhất, thì đó là tiền nào của ấy, tại sao cái xe nó lại đắt, đúng không ạ? Nó đắt gấp nhiều lần cái xe khác khi chúng ta sở hữu mới. Đây, ở bên phụ thì cũng được chỉnh ghế ở bên trên này, và ba vị trí như ghế gỗ óc chó và nhựa mềm và da bò Mỹ, toàn bộ nguyên zin nguyên bản, và có đèn viền upline thì chúng nhân ra độ thêm thôi. Đấy, màn hình âm thanh thì quá hay rồi. Đấy, từ cái cửa gió điều hòa này, các bạn nhìn này, chi tiết gỗ này. Đấy, và đầu CD 6 đĩa thì chúng ta trải nghiệm dàn âm thanh hay hơn, điều hòa auto 3 vùng đồng đập, và cái này thì có rèm. Nút rèm nhé. Đấy, rèm này thì chúng ta ấn nút này thôi là cái rèm sau này. Đấy, nó có thể lên xuống, và hai bên cánh cửa thì chúng ta dùng rèm cơ các bác nhé. Đó, rèm cơ đằng sau. Đó, và chúng ta hạ xuống bằng một nút ấn thôi. Nó rất là hay, rất cao cấp, các bác nhìn này, cứ như mới thôi. Đấy, đây này, từ cái lúm chỉnh, đấy, để cài đặt và chuyển bài hát này, các bác nhìn cái vật liệu của nó, đó, nó cao cấp như thế này thì nó không bao giờ xuống cấp được. Đấy, đây là hộp để cốc này. Đấy, và có chế độ E, M và S, 3 chế độ vận hành. Và cái da của nó này, da zin này, bền chưa, cổ số rất đẹp luôn. Từ cái phím bấm này, chỉnh này, các bác nghe cho em nhé. Đấy, hay chưa. Đấy, điều hòa auto hết, tao đi thì lấy gió trong nha các bác nhé, đi lấy gió trong giúp em. Đó, nó hay là hay rất nhiều cái yếu tố điều hòa auto. Và những chi tiết đầu CD 6 đĩa để chúng ta trải nghiệm chuẩn chất lượng âm thanh nhé. Vân gỗ rất là đẹp và mới luôn này. Màn hình này, tắp đồ tắp đi, các bác nhìn cho em này. Nhựa mềm này. Đấy, tuyệt vời. Gương chống chói, chỉnh điện này, tự động này, đèn trần như trên máy bay luôn. Đấy, cái này thì trần là trần đen. Đấy, đèn tim than. Vô lăng ốp gỗ AMG. Đây này, gãy số vô lăng, ga tự động cruise control và chỉnh vô lăng điện. Vắt đáy rất đẹp và thể thao. Đó, phải nói là
Khi nói về chiếc xe này thì tôi luôn luôn đánh giá cực kỳ cao. Và ở đây thì có gãy số vô lăng này, vô lăng chỉnh điện này. Đấy, vô lăng chỉnh điện nhé, thò thụt này, ra vào vẫn hoạt động bình thường tốt như mới. Hạn chế tốc độ và ga tự động cruise control. Đèn thì auto. Từ cái phím đèn các bác nhìn này, cái chất liệu của nó không bao giờ xuống cấp. Đấy, nhiều cái xe thì nó rất là chán. Chán là cái gì? Dùng một thời gian nó cứ bị xuống cấp. Đấy, nó xuống cấp một cách rất là nhanh. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó được trang bị những vật liệu thực sự là không cao cấp các bác ạ. Không cao cấp. Thì các bác có thể thấy từ cái tựa đầu, ghế chỉnh nhiều hướng, từ cái tựa đầu này cũng có thể chỉnh bằng điện lên xuống. Đấy. Nhưng nó rất xịn sò từ cái này. Đấy. Không bao giờ bị han, không bao giờ bị xuống cấp. Nó cứ trắng tinh thôi. Đấy, tựa đầu cũng cực kỳ là xịn luôn các bác. Thì đó là những cái giá trị mà tôi cần chia sẻ cho anh chị. Đó. Thế nhiều người tại sao mà nó hỏi là wow, cái xe đắt như vậy, nó đẹp như vậy thì tại sao nó lại mất giá? Thì cũng xin thưa anh chị, cái điều này là cũng là điều đúng thôi. À, cách đây khoảng là nhiều năm về trước thì thực sự những người sở hữu được cái mẫu xe Mercedes này đấy thì gần như là gọi là triệu phú hoặc tỷ phú ở Việt Nam thôi. Thì người ta phải bỏ tiền nhập khẩu những cái xe này từ nước ngoài về trên thị trường Việt Nam này, chưa có nhà máy sản xuất và chưa có những showroom xe mới. Thì người ta phải mỗi khi hỏng đồ thì người ta phải nhập linh kiện từ nước ngoài về. Có khi là hỏng một cái đồ người ta phải chờ mấy tháng. Chờ mấy tháng các bác ạ. Đấy. Nhưng đến giờ này thì phải nói rằng đồ đạc thì nó vô số nhiều và cũng không cần phải vào hãng nữa. Đấy, rèm có rèm che nắng cạnh nhé. Không cần vào hãng nữa các bác ạ. Và các bác ra ngoài thì thợ nào cũng thể bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa thay đồ cho các bác được. Và nó khá là rẻ thì bây giờ là cái cơ hội. Cái cơ hội. Còn trước đây nhiều người rất là sợ. Sợ vì cái xe không có đồ. Đấy, nhưng bây giờ thì cơ hội rất là tuyệt vời rồi các bác này. Đấy, từ tựa đầu này. Đấy, trải nghiệm con này thì ngoài cái độ an toàn sang xịn đẳng cấp thì các bác có thể thấy rằng đấy, nó mang lại rất nhiều cái giá trị. Đấy, độ cách âm trong ồn này, độ ổn định này, độ chắc chắn này. Đấy, và độ sang trọng này. Một chiếc xe 2 tỷ rưỡi cơ mà, đúng không ạ? Thì độ sang trọng này. Đấy, nó mang tất cả những cái yếu tố. Và khi chúng ta đóng cái cửa xe mẹt thì điều gì nó khác biệt? Đó là cực kỳ chắc. Nghe tiếng như bọc thép các bác ạ. Đấy. Thì đó là những cái giá trị của xe mẹt. Đấy. Và đây, đèn đằng sau thì nó cũng ra giải hai vạch nét. Vì đây là thế hệ mới, cũng form 2011 trở lên. Thì bắt đầu nó là thay đổi là thế hệ mới rồi. Form mới này, công nghệ máy mới này, hộp số 7G chốt đích mới này. Nipo thể thao, cảm biến cảnh báo va chạm 4 quanh xe. Một chiếc xe màu trắng thì nó sạch các bạn, nó không bắt bụi. Đó, nội thất màu kem nữa thì nhìn nó sang. Thì con này nó đạt được nhiều cái yếu tố mà với cá nhân tôi thì tôi đánh giá rất là cao. Đây ạ. Và các bác hãy ngắm nhìn đi. Và chúng ta sẽ đi vào khoang động cơ. Nhiều bác cũng hỏi rằng chiếc xe mẹ có ăn xăng không, thì xin thưa anh chị là những chiếc xe mẹ không ăn xăng như xe Nhật, xe Hàn. Tôi khẳng định luôn. Tại sao? Bởi vì người ta làm lên từ cái vật liệu cao cấp hơn, độ chính xác cơ khí cao hơn. Đấy. Nên là xe khẳng định với các bác là sẽ ăn rất ít xăng. Dù động cơ là 3.0 hút khí tự nhiên. Đấy, những xe hút khí tự nhiên thì tôi thích hơn turbo rất là nhiều. Bởi vì tại sao? Vì turbo là mục đích người ta làm để trốn thuế. Đấy. Thì máy turbo nó sẽ không bền và đạp nó bị trễ, nó không bền, đấy, không mát máy như những chiếc xe hút khí tự nhiên. Logo thương hiệu có hết nhé, mở cửa ra đều có các bác này. Đó, các bác có thể ngắm nhìn lại một lần nữa nhé. Đó, thì những cái giá trị của chiếc xe hút khí tự nhiên là tôi rất thích. Đấy, với cá nhân tôi đi thì đạp nó đã chân hơn, nó mát máy hơn và nó lành, nó dễ sửa chữa hơn. Bảo dưỡng bảo trì nó cũng thấp hơn các bác ạ. Đấy. Và đặc biệt con này thì khi các bác chạy đường trường thì nó cũng xem chỉ có 8 lít xăng thôi. Đấy là tôi nói đường trường thôi. Còn đường phố thì nó vô cùng, vì cái này là tùy theo cái độ tắc đường. Đấy. Đường trường các bác nào chạy con này quá 8 lít tôi tặng xe luôn. Đấy. Nhưng mà cũng tùy chân đi nhé. Nếu mà chân to thì có thể nó hơn. Đấy. Nhưng các bác nên nhớ rằng đi xe là phải êm ái dịu dàng. Ngoài tiết kiệm nhiên liệu thì nó giữ cái chiếc xe nó bền bỉ hơn. Đấy, đây à, các bác quá đẹp luôn. Đấy, vậy ngày hôm nay em tri ân cho bác một cái giá 400 triệu đồng một xe nguyên zin bản đẹp như thế này. Nó có xứng đáng hay không? Thì cái này tùy thuộc vào lựa chọn các anh chị thôi. Đấy. Đấy, nó tùy thuộc vào các bác thôi. Đấy. Còn xe của em bán ra thì luôn luôn có cam kết bảo hành 1 năm sử dụng. Bao không đông xô, không thủy kinh ngập nước. Đấy, tìm ra lỗi là cứ tặng xe thôi các bác ạ. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào khoang động cơ của chiếc xe. Đấy. Đây, la răng cuối cùng cho các bác xem về độ mới của chiếc xe. Nó tươi như thế này.
chờ cổ phanh. Những chiếc xe của xe Brame đã lựa chọn thì là những chiếc xe chất lượng, đèn bi siêu sáng các bác nhé. Và động cơ V6, và đây từ cái ụ giảm xóc và từ con ốc các bác nhìn cho em, từ cái dây điện nó khác biệt hoàn toàn với những xe còn lại ở trên thị trường, đúng không ạ? Nó rất cao cấp. Đấy, máy V6 đi con này rất đã chân luôn, rất sướng luôn. Thể thao bản AMG thì máy tôi cũng để lỗ rất êm, nó chỉ hơi tè tè thôi. Đấy, và đây cam cò này các bác nhìn cái chất liệu máy, máy xe chất lượng sáng trưng luôn. Đấy, còn các bác bây giờ bác nào quan tâm thì có thể alo cho em hoặc dành một chút ít thời gian chúng ta đi xuống phần gầm của chiếc xe để thấy hết từ cái giá trị chất lượng xe Brame đã làm nhé. Bên em bán là chủ yếu là xe chất lượng thôi. Đấy. Còn xe không chất lượng thì đảm bảo sẽ không bán ra thị trường, nên bán bao giờ cũng có văn bản cam kết cho các bác, nên các bác hoàn toàn có thể yên tâm check test thoải mái, đúng không ạ? Đấy, và bảo hành 1 năm sử dụng một khoang động cơ cho các bác, chỉ bảo hành là lỗi nhà sản xuất thôi, chứ không bảo hành do lỗi người dùng. Nếu người dùng đi sai để hết nước hết dầu thì tôi cũng không bảo hành được các bác ạ, nên các bác yên tâm. Với những cái thương hiệu của xe Brame thì chủ yếu là xe sang thôi. Các bác nhìn bãi của em và hai bãi bên kia nữa, đây gần hết rồi, toàn nó sút bốt trơ mới là mẹ. Nó chuyên về dòng xe sang thì chúng tôi rất là dày dặn kinh nghiệm, có đội ngũ đội thợ đấy, rất là chuyên nghiệp để tuyển chọn những chiếc xe chất lượng bàn giao cho anh chị để các anh yên tâm. Còn bây giờ các bác nào quan tâm thì alo hoặc đi xuống phần gầm để kiểm chứng chất lượng chiếc xe. Xin mời các bác. Có nghĩa là chỉ những chiếc xe chất lượng thì mới dám quay gầm cho các bác đâu, chả đơn vị nào quay gầm cho các bác đâu, vì gầm nó không có máy móc làm bên dưới va chạm hay không, vùng miền thế nào. Thì đây các bác nhìn cho em cái nhựa nhé, là cái phần dễ tổn thương nhất này, dễ tổn thương nhất ấy. Nó không bị gãy vỡ này, còn nguyên zin nguyên bản. Đấy. Cái thứ hai là các bác hiểu được giá trị của xe này, xe bẹc này. Đấy, cái khung máy này của nó cũng là kẽm nhé, không han không gì. Và đi vào trong này tại sao nó cứ trắng tinh như này, đây là hợp kim nhé, thì nó trắng này, đây những cái mã này, nó trắng này, nó cứng trong lượng nhẹ và không han gì. Đây là những vật liệu của nó nhé, đặc biệt đây đúng là chỉ có mẹt thôi nhé, thước lái này. Và quay cho các bác những cái máy nó khô giòn này, từ con ốc này, zin này, bạch sơn nhà máy này. Thì không sợ máy ngập nước, không sợ máy bổ nhé. Đấy. Không bệnh sợ bị nhớm dầu nhé, máy này quá chuẩn luôn, khô ráo này. Có nhìn cái đít máy thì em đã tháo cái tấm thép của nó ra này, cái tấm thép này. Tháo hết ra để quay cho các bác. Làm chuẩn thì nó mới làm như vậy, tiền nào của ấy thôi. Thước lái tem này, máy móc này, các bác nhìn cho em này. Đây nhá. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Vật liệu của nó. Nhiều người hỏi là tại sao mà cái gầm của anh Phúc, những cái xe của anh Phúc nó trắng tinh, thì cũng xin thưa anh chị là cái xe của em là chủ yếu là xe châu Âu, xe cao cấp, xe đắt tiền. Đấy, nhưng bán thì rẻ tiền, nhưng lại được cái vật liệu đây không bao giờ han gì. Thì cái này là kinh nghiệm. Đây là những cái lớp cách âm chống ồn này, các bác nỉ này, từ con ốc này, nỉ này. Nhiều cái lớp cách âm chống ồn để chiếc xe tại sao đi nó êm. Cái hộp này là sóc xi sàn này, nó là thép C55 thay vì thép C45 cho những dòng xe thông thường. Thép C55 thì nó cứng và nó không bị han mục mọt các bác nhé. Đây, cái giá trị những cái bộ này, nó chịu nhiệt nóng nhưng nó không bao giờ han, những cái đốt hàn này. Đấy, các bác thấy không? Thì cái giá trị nó khác nhau. Gầm này, phẳng căng này. Đấy, thì nó không bị sập gầm, không bị va chạm. Được chưa? Đấy. Bô này, cầu sau là cầu đẩy thì bao giờ nó cũng khỏe. Vì lực đẩy thì nó khỏe hơn lực kéo rất là nhiều. Nên các bác đi chiếc xe này cũng là khối động cơ như thế, nhưng nó sẽ mạnh hơn cái khối động cơ của những dòng xe khác dùng cầu trước. Thì đó là nguyên lý của cầu đẩy, lực đẩy và lực kéo các bác ạ. Đấy. Thì nó sẽ mạnh mẽ khỏe, nó chắc xe hơn, đạp nó sướng hơn. Hệ thống treo đa điểm cũng toàn bộ hợp kim nhé. Hợp kim hết. Đấy, các bác thấy không? Em quay xe nhiều, bác bảo em nói nhiều nhưng thật sự là em mang lại cái giá trị của bác để hiểu được những dòng xe nó quý lắm. Các bác đi mua xe qua sử dụng thì cũng phải tìm những cái nơi bán hàng nó phải có tâm. Đây. Đấy, có tâm có tầm luôn nhá. Đây này, đầu sắt xi này, rằng sau này phẳng căng này. Đấy, không cong keo, không gò lắn, không bị sợ bị va chạm nhá. Đấy, và đây là những cái ô tôn sau này, các bác nhìn này, nó là hợp kim nhá. Thì nó không bị han. Đây, nó phẳng căng như này nhá. Nó không bị nhau nhốm, không nó nốt gào lắn thì xe không bị va chạm. Đây là cổ lốp này, nó điểm cuối cùng rồi nên chúng ta yên tâm nhé. Các bác có thể thấy rất ok, được chưa? Thì vậy như thế này có chất lượng không? Bài chia sẻ của tôi có đúng giá trị không? Thì các anh chị nhớ ủng hộ xe và đam mê. Thank you tất cả mọi người.